rồi sống với lại cô Liễu đó, cô Liễu là người sạch sẽ cho nên là ý tứ chú ha. Dạ tụi con biết rồi, con biết là cô Liễu sạch sẽ, có khi hả một ngày cô Liễu đánh răng 7-8 lần luôn mà. Đôi khi cái tính cách con người nó chuyển đến của bà đó, cho nên nhìn bà tính bà rất sạch sẽ. Ông nói thiệt chứ? Ờ thôi giờ tôi về ha. Ông về đi kéo trễ đó. Rồi. Dạ con chào bác. Về nha. Dạ. Đi được cẩn thận nghe ông. Ừ. Trà hả? Phải. Là bạn tôi đi Tây Tạng mua cho đó. Quý lắm. Sẵn tiện ra ngoài, tôi ghé công ty đưa cho ông nha. Thôi khỏi đi. Không ấy bà ghé nhà tôi bà đưa cho tôi luôn ngay. Hả? Qua nhà? Nói chung thì cũng nên qua nhà tôi thường xuyên, gặp gỡ người thân trong nhà tôi để mà kết tình thân thiết đó mà. Ông nói cũng phải. Hay là vậy đi, mình sẽ tổ chức một cái buổi trà đạo qua nhà tôi, bà thấy sao? Trà đạo hả? Nghe hay đó. Rồi quyết định vậy nha. Dạ, con chào bà. Xin chào. Ông về chưa con? Dạ chưa bà. Không sao, cô sẽ đợi. Ủa, chào cô mới tới chơi hả? Phải đó. Em nghe nói là cô tính tổ chức trà đạo hả cô? Phải, tôi cô mang theo ít trà ngon nữa đó. Tiếc quá, em không thích trà cho lắm. Em xin phép không tham gia nha. Cô không sao. Dạ, bà ơi, con mời bà ngồi. Cảm ơn con. Ủa, có chuyện gì mà bữa nay em về sớm vậy? Em về xí em đi liền à? Dạ, con hiểu chú. Ủa, dạ chào cô. Chào con, lâu quá không gặp. Dạ. Bữa nay sao ba em về trễ dữ ta? Công nhận nghe, em trai của cô Hoa đó, vừa cao ráo lại đẹp trai nữa, y như là hoàng tử vậy đó. Cảm ơn cô quá khen. Hai chị em á cũng may mắn, cao ráo sáng sủa, chắc là nhờ giống mẹ nhiều hơn đó cô. Ba cô mà nghe như vậy chắc là sẽ buồn lắm đó. Dạ đâu có gì đâu buồn cô, đó là sự thật mà, giống mẹ thì nó giống mẹ. Tôi định làm mai cho em trai của cô đó, nhưng mà không biết mẫu người của em cô thích như thế nào nữa. Cảm ơn cô tốt quá. Nhưng mà từ xưa tới giờ hả, thằng em của em nó ngộ lắm, nó thích sách không à, nó không có thích mẫu người nào hết á. Không phải đâu, em trai cô Hoa chỉ thích những người con gái á, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi chuyên đi gây chuyện thôi à. Alo, sao giờ này em vẫn chưa về vậy? Về liền, vì sao? Có người chút chuyện cần giải quyết á, tôi làm xong cái tôi về liền. Mà xong rồi, nghe. Không mấy bây giờ bà nói chuyện với con Hoa đi nha. Rồi, vậy nha. Dạ, tôi biết rồi mà. Dạ. Con xong chưa? Về liền, cô Liễu đang đợi ở nhà. Mau lên, đi. Dạ. Đi. Cái thằng. Cô Hoa ơi. Dạ, cô gọi em hả? Cô Hoa, dạo này á, cô còn tập taekwondo không? Tập taekwondo để làm gì cô? Ba kỳ quá ta. Giờ này còn chưa về nữa, để khách chờ lâu quá, kỳ cục thiệt. Trời, người chị đâu mà bất lịch sự gì đâu à. Trời. Nhà không đau quá đi, đau dữ vậy trời. À.
xuống vậy nè. Sao tự nhiên bị nghẹt ngay lúc này? Ôi trời ơi. Nếu mà ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Phải làm sao đây? Đúng là xui tận mạng mà. Ủa, Tâm Ý ơi. Dạ. Nè. Dạ. Ủa, con thấy cô Liễu ở đâu không? Dạ, hồi nãy lúc con đi đổ rác là con không có thấy bà ở đâu rồi cô. Kỳ vậy. Giỏ sách của cổ còn ở đây. Nhưng chắc cổ trong nhà vệ sinh quá. Làm ơn xuống giùm cái đi bà. Làm ơn đi, tôi đang nghĩ mày đó. Ở đây hoài kia cũng cái mộ luôn à. Làm sao bây giờ? Cô Liễu ơi, cô Liễu. Cô Liễu ơi, cô có trong đó không vậy? Như cô Liễu ở trong đó đó. Có sao đâu. Trời đất ơi, toilet ở đây bị nghẹt rồi, không có đi được đâu. Trời. Thôi thôi thôi, con lên. Liễu ơi, bà có ở trong đó không Liễu? Tôi về rồi nè. Liễu ơi, bà nói chuyện với ai vậy? Cô Liễu, nãy giờ con về con thấy bóng dáng cô Liễu đâu không? Dạ con không thấy, nhưng mà như đồ cổ còn để ngoài phòng khách á. Vậy là con ở đây. Con có trong này hả bà? Nãy giờ không thấy trả lời nè. Vậy chắc cổ đi nhà vệ sinh ở trên lầu rồi đó, để con lên trảnh kiếm cổ nha. Bà Liễu á hả? Đây tôi về rồi đấy, bà đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Ủa vậy à? Với bà là tôi về rồi mình cùng dùng cơm rồi pha trà uống với nhau. Tôi tại vì có khách đột xuất đến nhà cho nên tôi phải chạy về gấp. Xin lỗi ông nha. Bà uống bà về xong mà đồ đạc rồi còn để ở đây. Vội quá nên tôi để quên. Ủa sao mà bà nói bà về mà sao tôi nghe cái tiếng văng vẳng ở trong toilet nè? Đã nói là tôi đang ở nhà mà. Ủa, bà nói bà ở nhà sao mà cửa toilet bị chốt bên trong? Bà ơi, con kiếm nát ở trên đó luôn rồi, không có cô Liễu. Con chắc chắn cô Liễu trong đây nè. Cô Liễu ơi, cô Liễu ơi, Liễu, có phải là cậu bị nghẹt không? Toilet đâu có bị nghẹt đâu. Có không nghẹt chứ bà làm gì ở trong? Tại nóng quá, tôi tự nhiên tôi muốn đi tắm. Toilet bị nghẹt, con chắc chắn luôn. Vợ con nói toilet này bị nghẹt mà. Bà đi tắm hả? Thôi thì bà cứ thủng thẳng tắm đi nha. Tôi chờ bà ra ngoài nha. Rồi vậy đi. Đi thôi à. Tôi lết bị nghẹt thiệt hả? Biết, tao biết. Ông Tài ơi, tôi biết phải làm gì nó mới chữa xuống nè ông. Đôi khi cái tính cách con người nó chuyển đến không bằng, cho nên nhìn qua là tiếng bà rất sạch sẽ. Ông nói thiệt chứ? Thiệt chứ sao không? Vô đi. Bà ơi, tới giờ ăn rồi mà cô Liễu vẫn còn trong toilet chưa ra. Vậy hả? Giờ cần xông cửa vô không ba? Quay. Liễu ơi. Bà sắp xong chưa? Còn lâu không? Tôi xin lỗi ông. Tôi ngủ quên. Trời đất, bà ngủ quên hả?
Cô ở trong lâu lắm rồi đó cô. Ờ, Liễu ơi, tới giờ ăn cơm rồi đó Liễu. Bà ra ăn đi để em thôi cả nhà chờ. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ăn sau. Thôi mà, cứ ra ăn đi ha. Cô ơi, cô cứ ra đi. Nếu toilet bị nghẹt á thì con kêu người tới thăm cho. Tôi đâu có nghẹt đâu. Không có. Chứ sao cô không chịu ra? Tôi đã nói rồi, tôi buồn ngủ thôi mà. Trời ơi, là như ở trong đó thơm đâu gì ngủ. Thôi cô ra đi cô ơi. Chỉ có toilet bị nghẹt cô mắc cỡ cô mới không dám ra thôi. Nhà con biết mà. Nè ba con nè, ổng đi bị nghẹt hoài mà con thấy ổng có mắc cỡ giống cô đâu. Thật là không nghẹt mà. Không nghe. Cô ra đi cô ơi. Thôi mày im đi. Liễu ơi, cái này hổ thiệt nha. Bị nghẹt phải không? Phải. Ông ơi, nó bị nghẹt rồi. Tôi xin lỗi. Trời ơi, cái chuyện bình thường thôi mà. Có cái gì phải xin lỗi. Thấy chưa, con nói nghẹt mà không tin con. Thôi giờ cô đi ra đi, để đó con giải quyết cho. Nhưng không phải là nghẹt mấy thứ dơ bẩn như mọi người nghĩ đâu. Là giấy. Chỉ là bị nghẹt giấy thôi mà. Nghẹt nào cũng là nghẹt mà cô. Bây giờ cô cứ đi ra đi, để đó con làm cho. Thôi, mày tránh ra đi. Thôi Liễu ơi, nghe lời tôi. Ra ngoài ăn cơm ha. Nói chứ thôi cô ra đi cô ơi. Mọi người cứ ăn đi. Tôi chưa ra được đâu. Trời ơi, bà phải ra ăn chứ. Bà ở trong đó hoài mà không ăn cơm rồi nó hạ đường huyết. Rồi bà xỉu luôn ở trong đó thì sao? Bà Liễu ơi, tôi để cơm ở trước cửa đó. Có gì á bà? Cô chưa chịu ra nữa hả bà? Làm vậy chi không biết nữa. Em thông cảm đi. Chắc cô sợ xấu hổ khi người khác thấy mình vậy thôi. Sao nữa, trốn ở trong đó hoài giải quyết được chuyện gì chứ. Người gì đâu mà lì dễ sợ. Thôi mấy đứa mệt rồi lên phòng ngủ đi, tắt đèn đi. Trời ơi, mới giờ này ngủ gì ba, còn sớm mà, ngồi đi chơi, hồi đợi cô Liễu ra nữa. Trời ơi, tự nhiên buồn ngủ đột xuất quá, đi ngủ em ơi, đi ngủ. Bà thấy con thông minh ghê chưa? Biết rồi. Đi ngủ em ơi. Vô đây con. Nè nhớ nè, con mở xong á con phải có cái gì con nại cái chỗ cửa lên nghe chưa. Dạ. Gì mà như khách sạn gì quá trời kìa luôn. Đây không. Thôi nữa bà, chỉ có bấm chốt này thôi chứ không có khóa cái kia. Vậy ha. À, khóa khóa. Cô ơi, cô bà đang làm gì? Ngủ rồi. Vô coi. Liễu ơi, tôi đây. Ông mau đi ra đi. Liễu ra đi bà. Không. Ông làm vậy tôi xấu hổ lắm đó. Đi ra đi. Liễu, trong đây mà. Liễu. Bà yên tâm đi. Bà ngoài đi không sao. Cậu kia đang làm gì đó? Đi ra ngoài. Mau đi ra nhanh lên. Có cái gì đâu.
Yên tâm đi, cái chuyện người ta tắt sao sửa, người ta sửa xong. Bây giờ không khóc, không khóc, không khóc, không khóc, không khóc, không khóc. Thôi thôi, đi với tôi, ra ngoài nha. Đi ra ngoài. Ở trong này cả ngày mà chịu được hay thiệt. Em trai, làm đi nha, anh đóng cửa lại. Chắc là ông thất vọng tôi lắm mà, phải không? Có gì đâu thất vọng. Ở đời ai chả có đi đại tiện. Chứ lại bà đừng có lo, cái người thông cầu đó tôi kêu ở tận Củ Chi lận, cho nên không có biết, không ai biết cái gì đâu. Nhưng mà chắc chắn là ông đã nhìn thấy rồi mà. À không 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 không. Ừ, tôi đợi là làm xong mà tôi mới vào. Cho nên bà đừng có buồn nữa. Bởi vì theo tôi nghĩ thì cái tính cách con người là nó hiện ở trên khuôn mặt đó. Đối với tôi á, bà luôn là một người phụ nữ rất là sạch sẽ. Ông đang cười nhạo tôi mà đúng không? Sạch sẽ với bà ăn trong toilet chứ. Ô không không, tôi nhạo bà hồi nào. Quan trọng ở đây là tấm lòng con người bà. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Với tôi thì trái tim của bà đó, nó trong trắng, nó thuần khiết, nó giống như là ánh trăng ban mai vậy đó. Thật. Ông nói thiệt chứ? Trời ơi, tôi nói dối bà làm gì? Đôi bụng quá, có gì ăn? Dạ, có liễu. Sao cô? Cô ăn gì vậy? Dạ, mì cho. Cô ăn miếng nha. Cô liễu ơi. Mì, cô nhờ chút kia. Cô ăn ké rồi con. Cô liễu. Trời ơi, đói quá. Cô liễu, cái này là cả buổi trưa của con đó cô liễu. Cô biết cô xin miếng con à. Trưa giờ cô chưa ăn gì sao vậy cô? Phải, có thời gian đâu mà ăn chứ. Ôi trời ơi, đói quá. Đói dữ vậy luôn hả cô? Cây chừng của cô cùng hết nè. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn á cô. Từ có chừng nghẹn á cô Liễu. Nước 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 này cô. Trời đói mà tay chân run hết luôn á hả cô Liễu? Nó đi già đi rồi biết. Không được. Phải kiếm giả thêm mới được. Không còn đồ ăn gì nữa hả mấy đứa? Dạ, tủ lạnh hết đồ ăn rồi cô Liễu. Còn snack nha cô. Mày quá. Trong mì có phải là có tôm không hả? Thuốc rồi. Trời ơi thằng Quý, trong mì có tôm sao không nói cho cô biết trước hả? Ôi trời. Sao vậy cô? Sao vậy? Sao vậy cô? Anh gửi gì mà tới cả thùng tôm vậy? Nhiều quá. À, dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Ủa cô, tôm đâu nhiều vậy cô? Bạn của ba thằng Nguyên tặng nè. Trời ơi, chú đã gửi cho nhà mình tới cả thùng luôn. Ăn bao giờ mới hết? Nè con, dạ. Suy nghĩ coi. Mỗi ngày nấu một món, khi nào mà hết cái thùng này thì thôi nha. Dạ. Sao giờ bà, bạn tôi tới không có được. Sao vậy ông? Chắc là ông bận rồi. Hôm ấy thì chỉ có hai đứa mình đi ăn thôi. Nhưng mà mình có tới 4 vé lần đó. Thì có sao đâu, thì mình cứ kêu bằng 4 người rồi hai đứa mình ăn xả láng luôn. Làm vậy phí lắm đó. Hơn nữa mấy vé này mua rất là mắc tiền. Hay mình kêu cô qua cùng đi với ông. Bà tính kêu con bé đi cùng à? Ừ. Đây cũng là cơ hội để tôi có thể kết thân với con bé. Với lại chuyện ông muốn đưa tôi về nhà để ra mắt với mọi người, ông vẫn chưa nói với con bé sao? Thì cứ để từ từ rồi tôi tính. Nhưng cơ hội này mình rủ hai vợ chồng nó cùng đi ăn. Có được con rể đi cùng, mình sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Phải công nhận liệu của tôi tính hay thiệt luôn đó. Sao rồi ông? Con bé không chịu đi đúng không? Không hiểu cái con nhỏ này nó giống ai mà sao tính tình nó khó chịu quá. Thôi, coi như hai đứa mình đi ăn thôi. Không được đâu. Ông gọi lại một lần nữa đi, để tôi nói chuyện với nó cho. Thôi kệ nó đi bà. Sao mà kệ được chứ? Tôi với con bé cứ căng thẳng như vậy hoài á, lỡ ra mắt tính sao đây? Phải giải quyết cho xong đi chứ ông. Thiệt tình tôi cũng biết tính sao nữa. Bởi vì tôi mới nói hôm nay là cơ hội tốt đó. Nè,
Con bé coi nhà mà, đúng không? Dạ, con chào cô. Lâu quá không gặp. Dạ. Vợ con ở trống hả? Dạ, vợ con ở trống. Em ơi. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Mình đi con. Cô qua, chào cô nha. Chào cô mới tới hả? Xin lỗi nha, mọi người đi ăn đi. Hôm nay con có hẹn với bạn rồi, con đi có chuyện gấp nên con không đi ăn được đâu. Cô qua, mình đi chung đi cô. Tôi có chuyện rất là quan trọng nói với cô đó. Hai người đi ăn là vui vẻ rồi, con có chuyện bận cho nên con không đi được đâu. Cô bận cũng không sao, bận xong rồi về đây nha, tôi sẽ chờ ở đây. Không, mình dính chút thời gian thôi con ha. Không cần phải chờ con đâu ba. Về đi nha. Cô qua. Tới ba con đi. Cô qua à. Nè. Nè cô qua à. Tôi chờ cô đó nha. Cô qua. Thôi. Thiệt tình con nhỏ này. Đi ăn một chút thì có mất mát cái gì đâu. Ba ơi, ba ơi. Cái gì? Ba tới công ty với con liền đi ba. Ủa sao vậy? Ở công ty mới gọi là có đoàn kiểm tra thực phẩm đang tới á. Ủa vậy hả? Dạ. Chà, sao tôi hiểu mà, ông cứ đi đi. Tôi chờ ở đây, chờ mọi người ở đây đó, không chờ, sao đâu. Chờ hả? Dạ. Dạ, con đi nha cô. Không sao. Nhưng mà có cái là chờ ở đây không rồi sao, tôi bà biết một mà. Mình có buồn hay không? Không sao hết, ông cứ lo chuyện của ông đi. Anh ơi, chút xíu tôi về. Ok, tôi biết mà. Rồi. Mấy người này kỳ thiệt á. Biết là mình ngồi chờ ở đây mà không ai chịu về nữa. Ôi trời ơi. Sao đói bụng quá. Ôi trời ơi. Đói quá. Alo. Tôi nghe nè. Xin lỗi bà nha, tôi đang trên đường về nè, ráng đợi tôi chút nha. Không sao, ông cứ từ từ mà về nha. Xin lỗi. Ông về rồi hả? Xin lỗi. Ủa con qua chưa về hả? Dạ chưa. Trời ơi, nãy giờ là ngồi đây bà chờ, rồi chưa ăn uống gì hết hả? Dạ, không sao đâu ông. Không mấy tôi lấy cái gì cho bà ăn nha. Không cần đâu mà. Bà, mày gọi liền cho vợ mày dạ, đi. Dạ, con đang gọi nè. Nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa về nữa, để người ta phải chờ đợi á. Sao rồi? Alo, em về tới chưa? Hả? Rồi. Bác, vợ con về tới rồi. Đó, bây giờ mới chịu ngồi về. Rồi bắt người ta phải chờ đợi vậy đó. Thì ba con mới về. Nè. Sao mà con về trễ vậy? Con biết là người ta đang chờ con không? Con đã nói là con không muốn đi mà. Con ăn nói cái gì vậy? Hả? Con có biết là ba với thằng Ngọc là phải bận việc ở công ty. Rồi cô Liễu phải ngồi đây chờ nè. Chưa ăn uống cái gì hết đó. Nhưng mà con đã nói với ba là con không muốn đi. Cô Hoa, đi chung cho vui nha. Đi nha con. Con xin lỗi. Mọi người đi. Quá. Cô chịu khó ngủ nước trà đợi chút nha cô. Không sao. Ôi trời ơi, sao ngứa dữ nhà nè. Em đã nói không đi là không đi mà. Con sao vậy? Sao là sao chứ ba. Con không thích đi. Không lẽ cái quyền từ chối con cũng không có nữa hả? Đi con. Coi như ba năn nỉ con đó. Chỉ một lần này thôi. Đúng rồi, đi. Chút xíu thôi, coi như gì ba.
mình đi, mình đi thôi. Ờ, con qua sao ông? Dạ, xin lỗi để cô đợi lâu nha. Ờ, không sao. Dạ, dạ con xuống tới rồi nè. Xuống đây, lẹ quá. Mình đi. Đi thôi. Cái môi của con. Dạ, cô Liễu. Ờ, cái môi của bà bị cái gì? Tôi bị sao? Cô bị ngải phù hả? Gọi cấp cứu, đâu có cấp cứu. Cấp cứu. Ngồi đây, ngồi đây. Bà ấy bị là sao vậy bác sĩ? Dạ, bà ấy bị dị ứng thức ăn. Bác ơi, tối nay bác có ăn cái gì lạ không vậy bác? Chiều tối giờ trời chưa ăn cái gì hết đó bác sĩ. Vậy hả? Bác ơi, bác chưa ăn gì thiệt hả bác? Tôi nói rồi đó, thì chiều tối giờ bác chưa ăn cái gì hết. Nếu mà chưa ăn gì thì... Tôi ăn rồi. Hả? Bà ăn cái gì? Ăn nào hay vậy? Đã đói ăn rồi mà. Đói quá thì phải ăn thôi chứ. Mà ăn là ăn cái gì mới được? Thì mấy món dưới bếp, trong tủ lạnh nhà ông đó. Mấy cái chả giò, rồi ít cháo, cành rau nữa. Nè cô Liễu à, có khi nào cô dị ứng tôm không? Trong ba món đó món nào cũng có tôm hết á. Trong con thời gian liệt năng ngồi xa lắm.